cho các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Thêm một ý tưởng trắng xích mới cho chiếc Winner cho 10 của những bài cờ nước bạn. Honda Winner cho 10 với kiểu dáng thể thao và đầy góc cạnh. Tuy nhiên, một số chi tiết nhỏ nhất mà nhà thiết kế Honda lại bỏ qua chính là cái trắng xích đi kèm dè con để giảm bớt cái độ quăng bùng của chiếc Winner cho 10 trong mùa mưa cũng như đi qua những khu vực lề lội. Ý tưởng trắng xích mới dành cho chiếc Winner cho 10 thêm phần thể thao hơn cho chiếc xế. Ý tưởng này được các biker nước bạn nghĩ ra rất lâu vì nhu cầu giảm đi cái độ quăng cũng như tăng độ thể thao cho chiếc xe. Không ngoài mục đích giảm đi cái sự quăng bùng như những mẫu xe đang bán trên thị trường. Cái trắng xích này được lấy từ chiếc Yamaha FZS, mẫu trắng xích rời, vừa tạo cho kiểu dáng gấp sau như những mẫu gấp mô tô phần khối lớn, vừa giảm đi cái sự quăng từ dè con ở bên trong, nhất là phần chân phục. Bên phải trắng xích dè con cũng vừa vặn tạo những nét thể thao, dè con ốp sau rất hiệu quả. Bên trái tạo cái kiểu dáng rất hợp với chiếc Winner cho 10. Không khuyến cáo các bạn lên những lớp xe lớn vì sẽ bị bóp và bè ra hơn, nên dè con dễ bị cả ít nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại chi tiết, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.